Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sáng ngày 26 tháng 1, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế cho 490 người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 750 triệu đồng. Trong đó, tổng công ty Mai Hương Yên tặng 100 sổ bảo hiểm xã hội trị giá gần 360 triệu đồng một năm. Ngân hàng Việt Tiên Banh tặng 50 sổ bảo hiểm xã hội, 200 thẻ bảo hiểm y tế trị giá gần 240 triệu đồng trên năm đây là chương trình ý nghĩa đã được ngành bảo hiểm xã hội duy trì nhiều năm nay không chỉ nhằm chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già góp phần an sinh xã hội tại địa phương